Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đổi mới sáng tạo Việt Nam trên kênh truyền hình VOV. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đã và đang đặt ra nhiều thách thức rất lớn cho các ngành sản xuất công nghiệp của Việt Nam, vốn đang phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu phụ kiện nhập khẩu. Do vậy, Việt Nam rất cần ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí phát triển, và việc ứng dụng khoa học công nghệ chính là động lực để phát triển những ngành này. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập cụ thể trong chuyên mục Khoa học công nghệ với cuộc sống. Còn ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm tin khoa học và công nghệ. Thưa quý vị, nằm trong chuỗi chương trình năm 2016 của Việt Nam Silicon Valley VSV nhằm hỗ trợ và kết nối cộng đồng nhà đầu tư thiên thần và startup Việt Nam, mới đây tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Ngày hội Đầu tư Demo Day 2016. Sau thành công của Demo Day Summer 2014, Demo Day Summer 2016 chứng kiến sự tham gia của 11 startup đã trải qua khóa huấn luyện tăng tốc 4 tháng và 1 tháng của VSV như Kera, Ultimai, Book Nhanh, EZ for Home, Schoolbus, Kebab Talky, Sora, Regan Solution, Kaganu, Tư vấn xây dựng và Vocab. Đây là lần thứ hai ngày hội đầu tư được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho những doanh nghiệp khởi nghiệp, trình bày ý tưởng, sản phẩm, mô hình kinh doanh tiếp cận với các nhà đầu tư tiềm năng. Demo Day như một dấu mốc đánh dấu cho bước trưởng thành vượt bậc và chứng minh khả năng sẵn sàng tiếp nhận vốn để tăng tốc phát triển của các startup trong VSVA. Nhóm Ultimai của mình khi mà đưa ra sản phẩm có những cái khác biệt là so với mạng xã hội khác là thứ nhất là bên mình là một mạng xã hội có thu phí. Cái thứ hai là cái mạng xã hội của mình để tập trung để giải quyết những cái công việc khó khăn liên quan đến lĩnh vực y tế, ngân hàng, tài chính, bất động sản. Có một cái khác biệt nữa đó là mạng xã hội của mình có khả năng kết nối và liên hệ được đến với những cái đối tượng là bạn của bạn. Có nghĩa là thông thường khi mà ở những mối quan hệ thông thường này của mình thì mình bạn mình làm ở đâu mình lại nắm rất là rõ, nhưng mà những người bạn của bạn mình làm ở đâu thì mình không thể rõ. Và những cái công việc này thường diễn ra hàng ngày rất là nhiều. Khi mình gặp vấn đề mình nhờ bạn thì bạn lại giới thiệu sang một người khác có khả năng giải quyết được công việc đó. Các bạn sẽ biết là chúng ta sẽ nghe được khoảng 11 cái dự án của các doanh nghiệp khởi nghiệp và sẽ trình bày, nêu ý tưởng của mình, nêu cái mô hình hoạt động của doanh nghiệp mình. Họ đề xuất cả các cái nội dung mà được hỗ trợ, yêu cầu về số tiền cần hỗ trợ từ các cái quỹ đầu tư. Ở đây như các bạn nhìn thấy, những cái nhóm thứ năm đã yêu cầu khoảng 135.000 đô la, hay có những nhóm khác đề xuất là một mức hỗ trợ là 399.000 đô la. Tức là họ căn cứ vào cái yêu cầu của sự phát triển của doanh nghiệp và họ đề xuất ra một cái mức hỗ trợ. Và cái mức ấy thì các nhà đầu tư sẽ nghe, đánh giá và họ sẽ thẩm định rằng là cái dự án đấy có tiềm năng không, có khả năng phát triển không, cái doanh số tương lai của nó như nào. Và lúc đấy họ sẽ quyết định là họ có đầu tư hay không. Trong Demo Day, VSV mang đến cho các nhà đầu tư những startup tiềm năng đã sẵn sàng phát triển. Đây thực sự là cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư và cơ hội mở rộng mạng lưới các mối quan hệ. Thưa quý vị, nuôi cá lồng trên sông Hồ Chứa đang là lựa chọn hàng đầu cho ngành chăn nuôi thủy sản ở nước ta hiện nay. Nhưng có một thực tế là các hộ dân vẫn đang sử dụng các vật liệu truyền thống như là gỗ hay tre để làm lồng nuôi cá nên hiệu quả kinh tế là chưa thực sự cao. Từ thực tế đó, anh Hoàng Văn Hợi đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và công nghệ nuôi trồng thủy sản tỉnh Nghệ An đã nghiên cứu và chế tạo thành công lồng nuôi cá bằng nhựa có độ bền cao và chi phí thấp. Hệ thống lồng nuôi cá của anh Hợi gồm 4 bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất, khung lồng và vòng phao nổi được làm bằng nhựa HDPE, làm theo hình tròn hoặc hình vuông giúp định hình thể tích túi lưới ở trên mặt hồ. Bộ phận thứ hai, giá nâng lưới giúp cho thức ăn không trôi ra ngoài. Bộ phận thứ ba là túi lưới được làm từ polyethylene, chống tia cực tím mặt trời, giúp tăng tuổi thọ của lưới. Bộ phận cuối cùng là neo giúp cố định lồng theo một vị trí nhất định và tự điều chỉnh lồng nổi lên hay chìm xuống theo mực nước của sông Hồ Chứa. Ngoài những bộ phận chính trên, tác giả còn tích hợp hệ thống tròn tự động bằng cách tận dụng chênh lệch độ cao so với mặt nước. Người sử dụng chỉ việc ngồi trên quan sát và điều chỉnh các van để lượng thức ăn vào lồng cho phù hợp. Theo như kết cấu trên thì việc lắp đặt và sửa chữa rất dễ dàng mà giá thành rẻ, chỉ bằng một nửa hệ thống lồng nuôi cá như hiện nay. Với tiềm năng ứng dụng rất lớn, hệ thống lồng nuôi cá do anh Hợi nghiên cứu và chế tạo
hứa hẹn sẽ mở ra một hướng đi mới, giúp cải thiện cho người dân, góp phần đem lại lợi ích kinh tế cho các địa phương. Dự án thí nghiệm sử dụng đèn LED thay thế cho các loại đèn truyền thống trong đánh bắt thủy hải sản đã góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường sinh thái do Quỹ Môi trường Toàn cầu của Liên Hợp Quốc tài trợ đã được thử nghiệm có hiệu quả và làm lợi cho ngư dân tại hai xã là Thanh Hải và Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Các chuyên gia của dự án đã tiến hành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng hệ thống đèn LED cho 6 tàu đánh cá của ngư dân hai xã Tri Hải và Thanh Hải, huyện Ninh Hải với kinh phí tài trợ trên 1 tỷ đồng. So với đèn truyền thống của ngư dân trước đây, hệ thống đèn LED có nhiều ưu điểm vượt trội về công suất tiêu thụ điện năng và thời gian sử dụng. Theo kết quả bước đầu của dự án, với hệ thống đèn LED được trang bị cho mỗi tàu cá sẽ tiết kiệm chi phí nhiên liệu từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Khoản kinh phí tiết kiệm trên sẽ được chính quyền địa phương theo dõi và quản lý để tiếp tục đầu tư trang thiết bị hệ thống đèn LED cho các tàu cá của ngư dân trong tỉnh. Hiện nay, việc đóng và ép cọc hộ lan đường ô tô của các đơn vị thi công chủ yếu sử dụng các thiết bị máy móc nhập khẩu với giá thành cao và không phải sản phẩm nào thì cũng phù hợp với điều kiện địa hình ở nước ta. Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu giảng dạy trong lĩnh vực máy xây dựng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bính đã hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Linh Hà chế tạo thành công máy đóng cọc hộ lan đường ô tô. Máy đóng cọc hộ lan đường ô tô của nhóm tác giả hoạt động dựa trên nguyên lý thủy lực. Sau khi động cơ được khởi động, bơm thủy lực sẽ cấp dầu cao áp cho các xi lanh và đầu búa thủy lực. Các xi lanh thủy lực sẽ nâng hạ cần treo đầu búa và điều chỉnh búa vào đúng vị trí để đóng cọc hay rút cọc theo ý muốn của người sử dụng một cách dễ dàng. Máy đóng cọc hộ lan đường ô tô của nhóm tác giả có nhiều ưu điểm như giá thành rẻ hơn máy nhập khẩu từ 10 đến 15%, năng suất đóng cọc cao khoảng 1 mét một phút, tương đương 300 cọc một ca, dễ dàng vận hành, công tác bảo trì bảo dưỡng đơn giản thuận tiện. Với những ưu điểm như vậy, hy vọng trong thời gian tới, chiếc máy này sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa của các tổ chức, đặc biệt là các đơn vị thi công đường cao tốc, để máy đóng cọc hộ lan đường ô tô được ứng dụng rộng rãi hơn nữa, góp phần mang lại lợi ích kinh tế xã hội cho cộng đồng. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, mới đây các nhà nghiên cứu vừa phát hiện thêm một tác dụng có lợi của quả lựu, đó là ngăn chặn quá trình lão hóa của cơ thể con người. Các nhà khoa học tại một viện nghiên cứu ở thành phố Lausanne, Thụy Sĩ phát hiện rằng vi sinh vật trong ruột người sẽ biến đổi một loại phân tử trong hạt lựu, từ đó sinh ra một chất đặc biệt giúp tế bào tự phòng chống lão hóa. Trong tế bào của con người, ti thể là một bộ phận đóng vai trò trung tâm năng lượng của tế bào, giúp chuyển đổi các vật chất hữu cơ thành năng lượng cho cơ thể. Ti thể cũng đóng góp vai trò quan trọng trong nhiều quá trình chuyển hóa của cơ thể, giúp sản sinh ra các tế bào mới. Ti thể hoạt động kém hiệu quả ở người cao tuổi được cho là nguyên nhân gây ra một số bệnh về lão hóa, ví dụ như bệnh Parkinson, rối loạn vận động. Trong quá trình tiêu hóa, cơ thể con người chuyển hóa các phân tử elagitanin trong hạt lựu thành urolithin A. Theo các nhà nghiên cứu, urolithin A là hợp chất duy nhất có thể khởi động quá trình tái tạo ti thể, từ đó ngăn chặn quá trình lão hóa của con người. Trong các thí nghiệm đã tiến hành, vòng đời của những con giun nuôi bằng urolithin A tăng lên gần gấp đôi so với những con khác. Nghiên cứu ở chuột cho thấy 42% những con chuột già chạy dai sức hơn so với những con chuột cùng độ tuổi. Hiện các nhà khoa học đang thử nghiệm lâm sàng trên người và họ tin rằng đây có thể là một hợp chất chống lão hóa mạnh mẽ. Theo một thông báo mới nhất từ mạng xã hội Facebook, dịch vụ nhắn tin Messenger của Facebook sẽ hỗ trợ tính năng đọc báo tức thì trên ứng dụng di động của Messenger. Động thái này nằm trong kế hoạch đưa các chương trình cung cấp nội dung tự động mà Facebook từng bước xây dựng vào Messenger. Instant Article, đọc báo tức thì, là một trong những chương trình cung cấp nội dung tự động đầu tiên được hỗ trợ trong Messenger, cho phép các nhà xuất bản tin tức cung cấp trực tiếp cho người dùng thông qua nền tảng này. Giờ đây, khi một bài báo được nhấp chọn, nó sẽ xuất hiện trong Messenger tương tự như cách nó hiển thị trên ứng dụng Facebook. Instant Article trong Messenger ra mắt phiên bản dành cho Android trước, sau đó mới đến được phiên bản dành cho iOS. Theo Facebook, Instant Article cho phép tải nội dung nhanh gấp 10 lần so với khi tải trên các trang web, bởi vì các bài báo này thực sự được lưu trữ trên máy chủ của Facebook và hiển thị trong Facebook, đồng nghĩa gần như không phải tải về. Hãng Nissan Motor của Nhật Bản vừa cho ra mắt mẫu ô tô thế hệ mới mang tên là Serena 2016. Thiết kế mới này có nhiều thay đổi, đặc biệt nhất là tính năng lái tự động cùng với nhiều công nghệ mới khác. Ra mắt đầu năm 1991, mẫu xe này của Nissan trải qua 4 lần thay đổi. Sang thế hệ thứ 5, Serena 2016 lột xác hoàn toàn về kiểu dáng. Điểm nhấn của Serena 2016 nằm ở hệ thống hỗ trợ lái xe tự động mang tên ProPilot.
Ở giai đoạn đầu, ProPilot chỉ có thể sử dụng trên đường cao tốc và kết hợp lái, tăng tốc, kiểm soát phanh, gần giống với hệ thống lái tự động của Autopilot của Tesla. Hiện tại, ProPilot chỉ hoạt động trên một làn đường, duy trì khoảng cách an toàn với xe trước bằng camera. Nissan cho biết trong năm 2018, hãng sẽ giới thiệu hệ thống tự chuyển làn đường cho Serena 2016. Hiện tại, Nissan chưa tiết lộ thông tin chi tiết về động cơ. Theo kế hoạch, Serena 2016 sẽ bán ra tại Nhật Bản trong tháng 8 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xu thế trên thế giới đều sử dụng năng lượng tái tạo. Tỉnh Ninh Thuận chưa có những nhà máy điện gió và điện mặt trời quy mô lớn. Nhưng với việc ứng dụng mạnh mẽ nguồn năng lượng tái tạo vào sản xuất sinh hoạt hàng ngày, người dân các địa phương đã góp phần không nhỏ trong việc tiết kiệm điện năng và giảm thâm hụt nguồn năng lượng quốc gia. Trồng 8 hectare mía, bình quân mỗi vụ ông Lê Đình Chiến ở thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn phải bỏ ra gần 60 triệu đồng cho việc bơm tưới bằng dầu. Để giảm chi phí, ông Chiến đã nghĩ đến việc phải kéo điện quốc gia. Nhưng cũng chính lúc đang loay hoay tìm biện pháp giảm tốn kém cho việc bơm tưới, đầu năm 2015, ông đã được công ty cổ phần mía đường Biên Hòa Phan Rang hỗ trợ một phần để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Kết quả, nguồn năng lượng này đã giúp gia đình ông giảm hẳn được chi phí bơm tưới và không sử dụng điện lưới. Nếu mà điện quốc gia vô tới xa này thì không nổi đâu. Còn cái điện này là nó khỏe cái là chi phí một lần rồi mình cứ xài thoải mái, khỏi trả tiền điện. Công suất hẳn thì cái vùng Ninh Thuận thì hẳn nắng nhiều. Là mình lời cái đó. Chi phí thì so với mây dâu thì nếu mà hạn hán như 2 năm nay thì chỉ cần 1 năm thôi là mình lấy cái vốn bên cái năng lượng mặt trời đủ rồi. Tận dụng mật độ nắng để mang lại lợi ích trong sản xuất, sinh hoạt, tiết kiệm, giảm chi phí tiền điện hàng tháng đang là xu hướng chung của người dân hiện nay. Những năm gần đây, trong thiết kế xây dựng nhà cửa, việc lắp đặt máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện luôn được người dân tính đến. Lắp năng lượng mặt trời là để tiện cho gia đình sinh hoạt, rồi vừa là đỡ tốn điện năng cho nhà nước. Tức là trước khi làm là phải có rồi, phải có lý tưởng như vậy. Hầu như thế là bà con ở đây xây bây giờ đều có hết. Chúng tôi nhận thấy thì đa phần hiện nay về cái máy nước nóng mà sử dụng điện năng thì bán rất là chậm. Nhưng bây giờ xu hướng là người dân sử dụng bằng năng lượng mặt trời thì đa phần là họ sử dụng rất là nhiều vì để làm tiết kiệm điện và giảm bớt cái chi phí cho họ. Đối với một địa phương, nắng bắt đầu từ 5 giờ sáng đến chiều tối và kéo dài gần như 12 tháng một năm. Đây là điều kiện lý tưởng để Ninh Thuận phát triển các nhà máy năng lượng mặt trời. Trước mắt, tuy Ninh Thuận chưa có những nhà máy năng lượng mặt trời quy mô lớn, nhưng việc ứng dụng năng lượng mặt trời đang mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, sinh hoạt của người dân. Đến hôm nay thì ở cái vùng mía đây là đã đầu tư được 21 bộ năng lượng mặt trời như này rồi. Hướng tới đây thì công ty vẫn tiếp tục đầu tư cho các cái hồ mà có nhu cầu lắp đặt năng lượng mặt trời này. Đầu tư theo hình thức như nào? Công ty đầu tư là ứng vốn cho dân và cho trả dần trong 5 năm. Với cái bộ này là chi phí một bộ là tới 74 triệu. Nắng, gió vốn được xem là cái khó của Ninh Thuận. Nhưng khi nắng gió được khai thác để sản sinh ra năng lượng thì Ninh Thuận lại được biết đến là vùng đất giàu về tiềm năng. Cũng chính vì điều đó, trong kế hoạch tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Ninh Thuận đã xác định sẽ trở thành trung tâm năng lượng của quốc gia. Ở các quốc gia công nghiệp phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ được xem là chìa khóa để thúc đẩy ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên ở nước ta thì việc ứng dụng khoa học công nghệ vào những ngành này thì còn rất hạn chế. Hầu hết các doanh nghiệp Việt vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu về công nghệ để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi quốc gia, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Đặt ra yêu cầu hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp hiện đại, nhất là những ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, xe máy, các sản phẩm điện, điện tử, điện lạnh. Để đạt được mong muốn đó, tất yếu phải thực hiện thành công việc nội địa hóa một cách cơ bản các ngành công nghiệp hỗ trợ. Chính vì vậy, từ cuối năm 2002, Chính phủ đã đề ra chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam với mục đích đưa những thành tựu khoa học công nghệ vào ứng dụng để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo trong nước phát triển. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất quan trọng là bởi vì có các cái đầu tư nước ngoài bắt đầu vào lĩnh vực cơ khí. Tức là ví dụ như các cái nhà máy đóng lắp ráp ô tô, sản xuất xe máy, sản xuất xe đạp. Thế nhờ những cái luồng gió mới của đầu tư nước ngoài thì cái khoa học công nghệ cũng mang vào theo và các ngành cơ khí của Việt Nam bắt đầu chuyển theo được cái hướng mới, tức là hướng sản xuất và tiếp cận với thị trường.
Từ tiếp cận với thị trường thì các cái viện nghiên cứu họ cũng bắt đầu tập trung cái đề tài nghiên cứu để phục vụ cho cái sản xuất. Thì nhờ có những cái đề tài nghiên cứu đấy và cái sự giúp đỡ của Bộ Khoa học Công nghệ thì một số sản phẩm cơ khí nó bắt đầu ra đời với cái chất lượng mới và có cái sức cạnh tranh trên thị trường. Thế điều đấy chứng tỏ rằng là khoa học công nghệ nếu không có nó thì ngành cơ khí sẽ không phát triển được. Thế nhưng sau rất nhiều năm phấn đấu, ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo của Việt Nam mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của ngành trong nội địa. Tình trạng chung hiện nay của hầu hết các doanh nghiệp trong nước đều thiếu vốn, vì vậy vẫn phải sử dụng công nghệ, máy móc thiết bị lạc hậu dẫn đến năng lực sản xuất thấp, không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Các doanh nghiệp của chúng ta thì cơ bản là xuất phát các doanh nghiệp rất là nhỏ, siêu nhỏ mà thậm chí là hình thành từ các hộ sản xuất tập thể, cá thể và hợp tác xã. Trên đối với ngành công nghiệp hỗ trợ thì yêu cầu về mặt sản xuất rất là cao, phải quen với các tập quán của các chuỗi sản xuất toàn cầu. Vì vậy, cái khoảng cách giữa yêu cầu của các tập đoàn sản xuất sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh và các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là khoảng cách vẫn còn có một cái khoảng cách rất là lớn. Nhận thấy những khó khăn mà ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo đang gặp phải, thông qua chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 677 ngày 10 tháng 5 năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ một số doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, làm chủ ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quá trình sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm quốc gia và bước đầu đã thu được những kết quả khả quan. Từ năm 2011 cho đến nay thì là Bộ Khoa học đã đưa ra một cái chương trình là lấy doanh nghiệp làm trọng tâm và trên cơ sở đó để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp ở các cái thành phần kinh tế. Thế vừa qua thì chúng tôi đã được Bộ Khoa học Công nghệ và đã hỗ trợ cho chúng tôi và chúng tôi đã làm chủ được khoa học công nghệ và chúng tôi đã chế tạo được các cái loại thiết bị nâng hạ có cái sức nâng từ 5 tấn cho đến 1.200 tấn. Đấy, với cái tỷ lệ nội địa hóa mà chúng tôi chế tạo trong nước là đạt 90% trở lên và chúng tôi đã tiêu chuẩn hóa được tất cả các cái chi tiết và các cái linh kiện của các cái thiết bị cho các cái loại cần cầu. Đấy, từ đó là hạn chế không phải nhập khẩu nữa và thực tế thì cái sản phẩm của chúng tôi đã cung cấp cho các cái nhà máy trọng điểm của quốc gia. Để góp phần đưa khoa học công nghệ làm động lực phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có kế hoạch xây dựng cơ chế, chính sách để tạo sự liên kết giữa lực lượng nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ với lực lượng sản xuất nhằm tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu với ứng dụng. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng sẽ ban hành các chính sách đặc thù để hỗ trợ hơn nữa cho ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. Trong thời gian tới thì về phía Bộ Khoa học Công nghệ, chúng tôi sẽ chủ trì phối hợp các bộ ngành khác, trước hết là thực hiện tốt cái nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học công nghệ trong cái thời kỳ mới. Và một mặt là liên quan đến các cái cơ chế chính sách thì Bộ Khoa học Công nghệ sẽ chủ trì phối hợp cùng các bộ ngành khác để hoàn thiện xây dựng các cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động khoa học công nghệ nói chung và trong đó là có ngành cơ khí chế tạo. Và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành để lựa chọn và đầu tư các cái phòng thí nghiệm trọng điểm để có thể hỗ trợ cho các cái hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ trong ngành. Và các cái hoạt động, các cái chương trình đề án cấp quốc gia thì cũng sẽ được Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với các bộ ngành khác đẩy mạnh nhằm đảm bảo hỗ trợ tích cực nhất cho cái việc phát triển của ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Trên thực tế hiện nay, muốn xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí lớn mạnh, đủ sức để chế tạo linh kiện, phụ tùng đáp ứng cho việc nội địa hóa và cung cấp cho các tập đoàn đa quốc gia thì cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất cao giữa các bộ, ngành trong quá trình thực hiện các cơ chế chính sách trong hoạt động nghiên cứu công nghệ. Bên cạnh đó, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp có nguồn lực cần tiên phong dẫn đầu trong việc xây dựng việc thực hiện chiến lược phát triển công nghệ, sản phẩm có trọng tâm trong ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình Đổi mới sáng tạo Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.